À, dạ ha. thì Chỉ cần dẫn vào xem thêm nói chung thôi. là do lịch Đây, trình cũng hơi khá ok. bận nên em cũng chưa có cơ hội để thưởng thức cái bài hát mới này. Cũng mong thì em thấy mọi người nói vậy thì em cũng chưa có nghe Anh nhưng sẽ mà xuất chưa biết hiện đánh ở giá đây sao. xem nhé. Dạ mọi người Nhưng em mà chưa xem MV luôn nhóm nên tôi cũng không biết cũng đang muốn phải biết chia thêm sẻ như thế là nào nhóm nữa. tôi về chuyện phá thế nào thì ngay bây giờ chúng ta Nói chung sẽ là có lịch nhiều trình người khách mời đang phim vừa rồi là chuẩn em bị chạy một lần hai đi. phim lận nên Tôi là tài đọc thì đã biết sáng rồi tối đó là là về đi ngủ vì để sáu giữ sức khỏe từ từ cho mà sáng ngày mai đã lên biết cái rồi cuộc bắt đầu trước đi rảnh thì là gọi vẫn về cho đi bé ở nhà rồi thôi chứ ngoài ra cũng không rồi có xem tin tức nhiều. Em rồi thấy thì em nghĩ là chắc là ok hai được nên rồi mọi người mới ông họ cũng thấy rất rất mới mạnh đón chờ mẽ xem mày thì khá thì một lần nữa là máy lạnh trong ngày mới thì cũng mà đó cũng là chứng ngoài minh giờ cho thì điều đó người ta còn mua nước mọi mắm người nữa đừng có nhắc đến nữa. đó Em thì đến là hôm nay là khán phút giây giả event là của nhỏ BTS và chương em quan tâm trình đến bay nhỏ BTS BTS thôi. thôi. Nice.